Tại Đà Nẵng, đoàn sĩ quan trẻ Quân đội Nhân dân Việt Nam đã hội đàm với đoàn sĩ quan trẻ Quân đội Singapore. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình giao lưu sĩ quan trẻ Việt Nam Singapore lần thứ 9 tại Việt Nam. Tham dự hội đàm về phía Việt Nam có Đại tá Trần Viết Năng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội Nhân dân Việt Nam, đại biểu Cục Chính trị Quân khu 5 và sĩ quan trẻ thuộc các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đoàn sĩ quan trẻ Quân đội Singapore do Thiếu tá Perry Lai làm trưởng đoàn. Tham gia cùng đoàn có Đại tá Bernard Ngờ Du Long, Tùy viên Quốc phòng Singapore tại Việt Nam. Trong không khí thân mật cởi mở, các đại biểu đã chia sẻ, tìm hiểu về chức năng nhiệm vụ, sự hình thành phát triển của quân đội của hai nước. Sau khi được tham quan nhiều địa điểm danh lam thắng cảnh ở Quảng Nam và Đà Nẵng, các sĩ quan trẻ quân đội Singapore bày tỏ sự cảm mến về đất nước, con người Việt Nam. Đặc biệt chuyến đi này, đoàn còn được giao lưu với sĩ quan trẻ thuộc các đơn vị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Qua giao lưu tìm hiểu, các sĩ quan trẻ cảm phục về bề dày truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam nói riêng, của dân tộc Việt Nam nói chung. Hoạt động này góp phần tăng sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, không ngừng tăng cường sự đoàn kết giữa nhân dân hai nước nói chung và giữa quân đội hai nước nói riêng. Qua đó làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước trong thời gian đến. Hoạt động diễn ra trong bối cảnh hai nước vừa kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 1973-2023 và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược 2013-2023.